Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Sân Hàng Đẫy gặp nhà đương kim vô địch trong trận đấu đó. Các thủ Lam Nghệ An là ông Nguyễn Đức Thắng. Dos Santos. Alves Dos Santos. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Không vào. Ngay như phút đầu tiên chúng ta thấy đã sông Lam Nghệ An đã dâng lên tấn công. Và người dứt điểm vừa rồi đó là Hoàng Văn Bình. Chúng ta đã thấy sông Lam Nghệ An họ không giấu giếm gì trong trận. Nếu như câu lạc bộ Thanh Hóa giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ sẽ thoát khỏi vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Vừa rồi là pha va chạm của Đinh Tiến Thành cùng với ngoại bình bên phía câu lạc bộ sông Lam Nghệ An. Dường như tay của Alves Dos Santos đã chạm vào mặt của Đinh Tiến Thành, khiến cho trung vệ bên phía đội bóng xứ Thanh đang phải nằm sân. Và một chiếc thẻ đỏ cũng được rút ra. Rất bất ngờ. Trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Quảng Nam. Đinh Hoàng đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là pha xâm nhập rất nhanh đến từ hậu vệ biên bên phía câu lạc bộ sông Lam Nghệ An. Và cuối cùng thì hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa đã mắc sai lầm. Hồ Khắc Ngọc dứt điểm. 1-0 dành cho đội bóng xứ Nghệ. Rất đơn giản. Thế nhưng những tình huống bóng tấn công không có gì mới đang là điều mà các học trò huấn luyện viên Nguyễn Thắng gặp phải. Liên tục là những pha bóng phối hợp bên phía cánh phải dành cho Bùi Văn Long. Dứt điểm. Không vào. Vẫn còn. Không vào. Quá đáng tiếc. Cơ hội để cho Lê Văn Thắng có bàn thắng gỡ hòa dành cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Trước đó thì phải kể đến một cú dứt điểm rất hay. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm quá tốt này của Bùi Văn Hiếu. Hồ La dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đập đúng xà ngang. Chỉ cần như thế thôi, với hai cầu thủ sông Lam Nghệ An họ đã có tình huống nguy hiểm. Pha chuyền bóng của Ngọc Toàn và dứt điểm rất tốt của Hồ La Hà nhưng không chiến thắng được xà ngang. Chúng ta phải nói là pha khống chế hãm ngực rất tốt. Em này họ đã được chơi hơn người. Và như vậy đúng lúc này thì trọng tài Ngô Quốc Hưng cũng đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 giải vô địch quốc gia World Cup 247 V-League 2019.